Chào chị Tô Nha và chào Ngọc Lan. Dương Cẩm Linh cũng rất là vui khi hôm nay đến với lại chương trình chat với mẹ bỉm sữa. Dương Cẩm Linh thì có một bé trai tên là William và năm nay bé William được 3 tuổi. Cái cảm giác đầu tiên khi mà chị phát hiện mình có em bé là như thế nào? Cái lúc mình có bầu nó cũng là một cái điểm nhấn trong cuộc đời nữa. Có kế hoạch trước không chị? Hay không. Là một cái nó đến rất là bất ngờ? Hình như lúc đó chị đang quay phim đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đây không phải là mới bắt đầu ký cho một cái dự án mới. Thì làm diễn viên em cũng biết rồi, khi mà mình bắt đầu một dự án mới là mình sẽ tập trung toàn thời gian, rồi mình tập trung như vậy. Mà lúc đó thì mình cũng chưa có plan có em bé nữa. Cũng tới ngày, nhưng mà mình cứ nghĩ thôi chắc mình là diễn viên thức đêm, thức hôm. Cho nên nó không đều. Cái nhịp sinh học nó không ấy, chắc là có bị stress quá, nó bị trễ thôi. Nhưng mà nó có một số biểu hiện giống như là mình buồn ngủ á, mình cứ thấy mình buồn ngủ hoài à. Đó, cái xong đầu cái lúc đó mình mới thử. Có nghi không hay là kệ, thử cho nó đủ kịch bản? Không, hay thấy cũng nghi tại vì cái sự buồn ngủ nó kỳ lạ lắm. Sự buồn ngủ nó kỳ lạ. Tại vì á, nó ngủ là nó bắt mình ngủ liền vậy đó. Có nghĩa là ngủ bất chấp luôn á. Bao nhiêu năm trên cuộc đời chưa bao giờ buồn ngủ theo cái kiểu như vậy. Đúng rồi, cứ buổi chiều là ngồi trên xe mà gật gù luôn á, ngủ mà giống như cái cơn buồn ngủ nó lâu rồi. Cái mình thử nghĩ à thôi tối nay về mình ngủ sớm, mình ngủ nghỉ thử coi làm sao chiều mai đúng y cái giờ đó, 4-5 giờ chiều là bắt đầu đi trên xe, nó cũng buồn ngủ cực khổ như vậy. Thì cũng 3-4 ngày như vậy xong rồi nó không ổn rồi. Cái khi thử trời, cái cảm giác mà mình coi phim cũng nhiều ha, cảm giác mà cầm cầm cái hai bạch lên là mình thấy là mình đi có bầu đúng không, nhưng mà cảm giác đó nó bị lẫn lộn lắm. Nó lúc vui đó, lúc đó cái slow motion ông em đứng hình 3 giây. Có không? Nó mình dám dạy luôn thiệt chứ. Đúng rồi. Tại vì mình vừa vui là mình lần đầu tiên mình có em bé. Mà mình buồn là nó không nằm trong kế hoạch. Thứ hai là bây giờ một cái dự án phim mình mới ký hợp đồng xong luôn rồi. Một sự hỗn độn nha. Dạ đúng rồi, mình phải làm sao? Cái phim này mình sẽ đóng khóc và cực khổ rất là nhiều mà quay ở xa nữa, ở quê nữa. Thì cái cảm giác đó là mình đang bị rất là hoang mang. Thì mới gọi cho cô biên kịch của cái phim đó là cô Châu Thổ với chị Việt Trinh, mới đầu cũng từ chối. Xong nói sự thật ra dạy cho cô biết thì cô nói là bây giờ mọi người cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Còn có một tuần nữa đi quay thì không thể nào. Một tuần nữa là bấm máy á? Đúng rồi. Wow. Thì không thể nào thay đổi được. Cô với lại chị Việt Trinh có nói một câu là may là chị là đạo diễn nữ, chắc chắn chị sẽ support em những cái gì tốt nhất có thể. Và sẽ giống như là sẽ để ý, rồi sẽ để mà cho em hỗ trợ cho những cái cảnh hay là để làm sao tốt nhất có thể. Mình có thay đổi kịch bản nhiều không chị? Không, vẫn giữ nguyên những cái pha hành động. Sau khi mà chị đóng được một tháng rồi á, cô viết mạnh hơn nữa. Cô cho khóc nhiều hơn. Sự support của cô đó. Sự support của cô quá ý nghĩa. Phim đó hoàn thành 40 tập là 4 tháng rưỡi. Thì cái ngày mình phát hiện ra có em bé là được 1 tháng. Thì có nghĩa là cả một cái chặng đường 5 thời tháng thai kỳ và giữa quan nữa trọng. Sau này mình mới biết, chứ lúc đó là hoàn toàn không biết cái gì. Mà cũng nghĩ lại là mình quá là, phải nói là hơi liệu. Chủ quan. Khi mà cái phim xong á, khoảng 5 tháng á, là bắt đầu từ cái tháng thứ 5 á, là về nhà là chỉ dưỡng cho 4 tháng sau á, là cái thời gian đó là em mới đọc tất cả các sách về bà bầu. Thì Lan có biết, thì lúc đó Lan cũng hỏi và mình cũng muốn, thực sự khi mình có bầu, mình sanh con ra xong mình rất là muốn chia sẻ cho những người mà ở phía sau. Để cái gì mình đã gặp rồi, cái người ở phía sau đó đừng có gặp phải. Và tự nhiên khi có bầu để con ra xong mình rộng lượng hơn. Mình thấy thương, có điểm chung của tất cả mọi người phụ nữ. Dễ chia sẻ ha. Dạ. Em cũng rất là giống chị Linh. Lùi lúc đó là chuẩn bị bước qua tháng thứ 7. Em mới nghỉ, là em mới xong cái phim đó. Nhưng mà khác một cái là tại vì em quay cái phim cũ á, em có bầu em không biết. Nhưng mà khi mà em đã nhận cái phim của anh Mr. Bean á, là lúc đó em đã biết em có bầu rồi. Thì em mới nói là anh ơi em có bầu hơn 2 tháng rồi. Nhưng mà em đỡ một cái là anh Bean ảnh thay đổi kịch bản một chút xíu. Thì ảnh thay đổi chút xíu cho nó nhẹ hơn, gấp rút quay để cho em xong vai trước. Dạ. Chứ càng ngày quay cái bụng nó càng bự. Mà ngộ lắm chị. Em không biết là nó có một cái điều kỳ diệu gì hay không, nhưng mà với em á nha, khi mà em vừa ốp máy một cái, tức là em ốp vai của em xong là bụng em mới bắt đầu bự. Và dường như là những bạn nhỏ mà con của nghệ sĩ nó có những cái tương thông rất là kỳ lạ, rất là hay. Em thấy nó như phép màu vậy. Trong cái lúc mà em chỉ có hai người ở trong đoàn phim biết em có bầu,
4 tháng rồi mà tất cả bạn diễn xung quanh đều không biết. Không biết. Và cả đoàn phim luôn đều không biết. Em thì cả làng đều biết. Lúc mà thực hiện cái cảnh mạo hiểm thì phải vô bệnh viện 2 lần. Nhảy xuống xong một cái nó bị ra máu. Trời ơi, em ơi, em vẫn thực hiện cái cảnh nhảy xuống sông mà. Em nhớ lại em vẫn thấy rất là sợ luôn. Thì xong cái khi đó nhảy xuống sông mà hai cái ghe đập vô nhau á, xong rồi mình bay ra. Mà lúc đó là 4 tháng. Đau bụng xong cái mình nhập mới thấy viện. Mình mới thấy bị ra máu. Xong cái nhập viện xong rồi bác sĩ mới nói là bị động, bị đọa gì, đọa sảy thai. Em nhớ hoài cái đọa sảy thai. Cái bác sĩ mới nói là ít nhất là 10 ngày không có đi lại và không làm nặng, không xách nặng và không với không gì hết. Mà lúc đó là đang bối cảnh quay chính. Thì không thể nào mà ấy được, cái chỉ cầu nguyện. Nhưng mà cũng may mắn là em rể là bác sĩ về phụ sản, về khoa sản, cho uống thuốc rất là nhiều, uống thuốc để cho nó được hết tụt, nó trợ dữ. Kiểu như Lan nói, những người con của mình làm trong nghề này nó có một cái sự gì đó nó khác biệt, có cái sự liên kết ngộ, nó mạnh mẽ. Dạ đúng, nó biết nghe. Dạ, như nghe đúng rồi đó chị. Theo em được biết thì chị Linh là một đứa con gọi là con cưng của gia đình. Ông bà ngoại rất là cưng, ông bà ngoại của Will rất là cưng. Thì khi mà thấy con gái của mình như vậy phải hy sinh vì cái công việc, bất chấp cái sự nguy hiểm, thì ông bà ngoại có phản ứng gì không chị? Thực ra ba mẹ chị họ là lúc mà chị có bầu thì chắc trong giới cũng không ai biết luôn, chứ không phải riêng em thì cũng không biết chị có bầu. Đúng rồi, tới hồi chị đi họp báo em mới biết á. Thì ba mẹ chị cũng như vậy đó. Cho tới tháng thứ 7 mẹ chị, cho tới nói chung là họp báo xong rồi. Họp báo xong mẹ chị mới là người bắt điện thoại lên, tại vì báo chí biết rồi mẹ mới biết. Mẹ chị khóc rất là nhiều. Xong mới nói, ủa tại sao con gái mẹ có bầu mà mẹ là cái người sau cùng biết. Thì cái lúc đó nó cũng có cái nhiều cái vấn đề, tại vì mình cũng có thai, không có kế hoạch, mình không biết sao nữa, lúc đó giấu hết luôn. Giấu hết không cho ai biết. Em có nghĩ là bởi vì lúc đó em quá lo lắng không? Em cũng lo lắng là cái thứ sau này mình thấy mình thiệt thòi á, tại vì khi mà mình có đứa con á, lúc nào mình cũng muốn tất cả mọi người đều chào đón, hay là mình báo một cái tin mừng đó cho mọi người, trời mình có con rồi, mà đứa con đầu lòng của mình nó lại rơi vô cái trường hợp như vậy, lúc chị chưa có đám cưới mà có em bé. Thì đó là lý do chị giấu. Tại vì phải đợi đám cưới xong rồi mới có em bé. Thường là bố mẹ nào cũng vậy. Nhưng mà tại vì mình không biết là ba mẹ mình sẽ tiếp nhận cái thông tin như này thế nào, nên thôi lúc đó tốt mình nhất là giấu luôn, im lặng đó. Chứ chúng ta không thường im lặng vậy đó quý vị. Nhưng mà hay nghĩ chắc A, B, C, D, chắc cái gì mà chắc. Nếu như mà biết thì chắc chắn là ba mẹ cỡ nào cũng bắt ở nhà, không bao giờ cho đi quay phim. Mà cái tật mấy chị em mình mà đã lỡ ký cái gì hay lỡ hứa cái gì trong nghề rồi, thiệt dù có chuyện gì mình cũng ráng hoàn thành. Cái này á thì cũng xin nói chút xíu, đó là cái niềm đam mê của người nghệ sĩ. Lúc đó là chị Linh ở bên Mỹ, và chị Linh đã bỏ cả một cái sự nghiệp ở bên Mỹ và chị Linh quay về Việt Nam để chị Linh thực hiện cái niềm đam mê của mình, cái ước mơ của mình. Thì Lan thấy là không có cái gì khó giải thích cho cái việc là biết là mình có bầu rồi nhưng chị vẫn cố gắng hoàn thành xong cái vai diễn và cái trách nhiệm về cái lời hứa của mình dành cho đoàn phim. Chị nghĩ là bên cạnh đam mê, cái thứ hai mà Lan nói rất quan trọng và nghề nào cũng vậy, đó là cái trách nhiệm và cái chữ tín của mình á với những cái người cùng thực hiện công việc với mình. Nhưng đúng mà mọi người trong cuộc mới cảm hỗ trợ em rất là nhiều, tại vì cái giai đoạn này nó quá nhiều biến cố. Nó quá nhiều cái mình không có dành được một cái sự chuẩn bị chu đáo. Thì con trai dù sao thì nó cũng có một cái sự mạnh mẽ để nó đối đầu, hay là lỡ mà mình khóc nhiều quá, mình đẻ con mình ra cái gương mặt nó không được tươi. Tại vì mình cứ nghe ông bà mình nói có bầu là phải vui vẻ để con đẻ ra tươi. Thì con trai nó có buồn tí xíu, nhưng mà mình ráng nuôi dạy cho nó có tài có đức là thấy được rồi. Con trai thì miễn sao nó có tài có đức. Chat với mẹ bỉm sữa, tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961076. Còn một cái vấn đề nữa mà em rất là muốn hỏi chị và cũng muốn là mong muốn là có cái sự chia sẻ của chị đến với khán giả, đó là cái quá trình mà cái thời gian mà chị mang thai á, thì chị phải đối diện với rất là nhiều cái lời thị phi từ bên ngoài. Cho nên là lúc đó là em nghĩ là tâm lý của một người phụ nữ khi mà mang thai là họ đã bất ổn rồi. Đúng, họ thay đổi rất nhiều. Thì làm sao mà chị có thể vượt qua được và chị đối diện với nó được?
lúc đó đúng là mình bị rất là nhiều những cái thị phi hay là những cái tác động tâm lý của mình nó không có được thoải mái cho lắm. Nội mà trong áp lực trong tâm lý trong gia đình thôi, trong tất cả mọi người ở dưới quê thì thường người ta thấy không có đám cưới, đàm tiếu sẽ rất nhiều, là ba mẹ mình cũng đã không hài lòng rồi, rồi mọi người sẽ nhìn vô mình, mình cũng sẽ cảm thấy mình cũng có một cái gì đó nó sai sai. May mà có công việc đóng phim thì cái ngày tháng nó trôi qua nhanh. Lúc đó khóc nhiều lắm, khóc rất là nhiều. Mỗi lần đọc cái gì không có hay về mình, mỗi lần người ta nói cái gì không tốt, và đặc biệt tâm lý của người phụ nữ lúc đó nó nhạy cảm vô cùng luôn. Thì đó là cái tâm lý đó mà mình dễ khóc lắm. Cứ đụng không có gì là khóc. Nhiều khi không đụng gì cũng khóc nè em. Em chỉ được thực sự vui vẻ và không nghĩ tới cái gì hết là từ khi sau khi mà cái chuyện mình thông báo cho mọi người biết, tự nhiên tất cả mọi người biết, rồi mình thoải mái vô cùng. Lúc đó gia đình mình cũng biết luôn. Cái lúc đó cái tâm thế của mình khác. Ờ đúng rồi. Rồi xong là từ cái tháng thứ 6 trở đi, phơi ba tháng luôn. Về sau là mập rất nhanh, ăn rất nhiều. Tức là chị tăng cân nhiều. Chị tăng 25kg. Cưng. Chị đừng la em mà nha. Chị nghe ai tăng cân chị vui lắm. Chị đừng la em nha, em có 20kg à. Ủa em 20kg hả? Em 20kg. Chị 25kg đó. Bây giờ mình đã xong cái giai đoạn gọi là bầu bí rồi. Bây giờ mình chuyển qua tới cái giai đoạn là mình đi đẻ. Đi đẻ đúng không? Đúng rồi. Có sự trùng hợp là cái ngày dự sinh của Will là ngay ngày sinh nhật của chị. Wow. Đó là mình nói cũng khấp khởi lắm nè. Đúng rồi, vui lắm. Nhưng mà cái mẹ nói vậy nè, con đầu lòng lúc nào nó cũng sinh sớm, không bao giờ nó đúng hết á. Mình luôn luôn muốn sinh thường, không bao giờ muốn sinh mổ và đăng ký sinh thường. Rồi tập squat nhiều vô, tập yoga nhiều, thiệt là nhiều vô. Hít thở, đẻ, chuẩn bị tinh thần mà. Cái cho tới ngày 12 là ngày mai là sinh nhật mình rồi. Ủa sao nó không có một cái dấu hiệu gì hết? Rất là bình thường. Tới ngày sinh nhật luôn rồi. Tỉnh queo luôn. Cũng chưa có sạch nữa. Tới ngày 14 cũng chưa có sạch nữa. Nhưng mà đêm ngày 14 bắt đầu bị trúng thật. Mình đau bụng, bị trúng thật. Mà mình tưởng là mình đau bụng đẻ. Sao không đầu. Cái là cái tới đó bác sĩ kêu là cái do mình bị trúng thật á, mình đi nhiều quá suốt một đêm thì khám cái nước ối trong đó thì nó bị khô. Bây giờ phải ký giấy gấp đi mổ lấy bé ra, chứ nếu không là lấy khô ra ối rồi. Là bị khô ối rồi và tăng động mạch rốn rồi, máu nó không qua bên não nữa, là rất là nguy hiểm. Trời ơi lúc đó khóc như mưa, không biết giống như bị cái gì vậy đó. Tại vì cái tâm lý của mình đã mặc định là mình sinh thường rồi mà mình chuẩn bị cái sức khỏe nhưng mà rất tốt nữa, chứ lại mình chưa có đọc tài liệu về sinh mổ, mình không biết là sinh mổ xong mình phải dưỡng như thế nào, và phải gì mình toàn là đọc tất cả là về sinh thường không à. Bây giờ là đi lên bàn mổ luôn rồi, bây giờ đọc kiến thức ở đâu nữa. Trời ơi lúc đó khóc quá trời khóc. Bác sĩ hỏi chứ trời ơi đi sinh mổ thôi mà làm gì khóc dữ vậy. Cái giống như là cái nói không có không chịu, bây giờ bác sĩ cho em uống thuốc dục xanh đi, đó cho nó đau bụng ra đi cho đẻ vậy đi. Nói không không được, cái này không chờ được nữa rồi. Ơn trời vì em đang nghe lời bác sĩ ạ. Thực ra những cái chỉ báo y khoa họ sẽ nắm rõ hơn chúng ta. Đúng và rồi. Đôi khi có những cái sự chần chừ nó rất là nguy hại cho thai nhi luôn. Nhưng mà tới khi sanh ra thì hai cái chân của Will nó bị teo đó. Tại vì nó trễ, nó bị khô ở khô một ngày ối đó. Cái xong á, cái chân nó teo mà nhìn héo nó héo lại, tại nó không có nước mà thương quá vậy. Thăm khám là cái chuyện rất là quan trọng rồi. Trong những cái ngày cuối thai kỳ mình cứ nghĩ một ngày mà không có sao mà lúc đó là nó chuyển biến nhanh, rất là nhanh. Sanh ra xong mình giấu hai cái chân rồi. Thấy nó rất là tội nó luôn á. Xong không cái bác sĩ nói, mà khóc không mình nhìn mình khóc. Cái may bác sĩ nói không, cái này cho bú nhiều vô tại cái này nó do nó bị khô ối á, cái nó không có nuôi, nó không có nước qua cái động mạch rốn á, nó không có đẩy sâu xuống được cái chân. Bắt đầu cái nó cho bú sữa rồi nắng chân nó ra thì đúng 2 tuần sau là lại nhìn thấy cái chân nó khác. Trời chứ mới đầu mình mang dở cho nó không muốn ai nhìn thấy, như là thấy tội mình không biết làm sao nữa. Chị là một trong số người bị dị ứng với lại cái tim tủy sống. Thì mình bị như vậy là mình bị đơ người, mình không ngồi vậy được. Bị đơ cái cột sống mình cứng vậy nè, mình nằm vậy nè. Mình ngồi vậy là mình nói ra, Nhưng mà mình phải ngồi vậy mình cho con bú. Nên nó trời lúc đó hả? Rồi em phải tập đi nữa. Đấy khi mà phải đi. Mà chị là 2 ngày là chị bước xuống giường luôn. Cái rồi... bước chân đầu tiên mà xuống giường á thấy mấy ông trời Linh. Trời ơi, nó đá vô quần, đau lắm, nó đau lắm. Đúng nhưng rồi. Mà ở nhà chị là... nó có đau như là đau đẻ không? Nó không đau theo kiểu đau đẻ, đau kỳ lắm. Cho nên mình sẽ không nói rằng là đứa nào nó đau hơn. Lúc đó nói trời ơi,
cái kiểu này không được rồi, giống như mình bị nằm bất động vậy luôn. Phải uống thuốc liên tục, liên tục, uống nước. Trời, uống nước kinh khủng luôn. Uống nước để cho nó tan giải hết cái thuốc đó ra cho mình. Rồi sau đó thì cái quá trình mình chăm con nó như thế nào? Chị chăm hoàn toàn bằng sữa mẹ. Đúng rồi, còn cực ác nữa. Trời, lúc đó là đó tại sao mà lên 25kg mà xuống nhanh á. Mình quá kỹ tính, mình không muốn ai đụng tới con. Từ cái lao chăm sóc cho con mọi bú thứ luôn. Một tiếng đồng hồ mình cứ dậy. Mà cái vòng mà mới sinh con xong thì em cũng hiểu rồi đó. Cứ nằm nhìn con hoài, mình đâu có ngủ đâu. Rồi giống như mình hay bị ám ảnh á. Cái chuyện mà giống như nó đang nằm vậy, có khi nào cái mền nó chùm nó ngập thở không? Rồi hay là cái tay nó bị cái gì hay nó sao không? Mình cứ nhìn nó hoài à. Nhưng mà lúc đó có ai phụ em không? Lúc đó thì cũng có người phụ, với mẹ, với lại với lại giúp việc thì chỉ có giặt giũ thôi. Rửa bình sữa em còn không cho ai đụng rửa, có em sợ rửa không sạch. Mình là cái người lo đến mức mà mình triệt tiêu luôn cái sự giúp đỡ của người khác, chứ thiệt ra không phải là mình cô đơn một mình, đúng không? Nhưng mà mới rút mình bị cái gì á. Đúng rồi. Giống như mình muốn nói thôi mọi người cứ tránh ra khỏi cái phòng này. Trong cái phòng này là của phạm vi của mình. Mình sẽ quản lý hết tất cả mọi thứ. Mặc dù mẹ nói là mới sanh xong đừng có nhúng tay vô nước nhiều quá. Mình cứ sợ người ta rửa không có sạch, rồi mình ta trụng nước không kỹ, mấy cái bình, rồi mấy cái núm, rồi mấy cái này cái kia. Mình cứ ôm đồm, ngay cả ba của Will nữa, mình cứ lúc nào cũng cằn nhằn càm đàm. Mình cứ sợ người ta ấm không được, mình cứ sợ cho bú không đủ. Giống như cứ vậy đó, lúc nào nên mình sợ. Đều không hài lòng trên mọi cái mà người ta dành cho em bé, cho nên đưa đây tôi tự lo. Rồi có trầm cảm không chị? Thì cái đó chắc thì đó là trầm cảm. Không phải là như vậy rồi có trầm cảm không chị? Đó là trầm cảm. Đó là trầm cảm. Nhưng mà lúc mình không có biết. Lúc đó nha, mà ai mà can thiệp kêu, giống như người ta nhìn ra vấn đề của mình, cái người ta giảm cái sự lo lắng của mình xuống bằng cách là thôi nằm nghỉ đi để tôi lo. Mình lại càng chiến đấu kinh dị hơn nữa và đó càng leo thang. Thật ra chị Linh là một trong những người mẹ nuôi con cực kỳ giỏi. Lan xin xác nhận điều đó. Là bởi vì cái quá trình mà Lan có bầu rồi Lan sanh Louis, mỗi lần mà trải qua một cái biến cố, những cái giai đoạn ví dụ như là Wonder Week đồ này nọ, thì Lan đều hỏi chị Linh. Chị Linh cho Will ăn rất giỏi. Tập cho Will ăn xuất sắc luôn. Will là ăn, nói chung là ăn thô rất là giỏi luôn. Và em luôn ngưỡng mộ về cái điều đó. Em nói luôn đi, có cái bí quyết nào không, hay là bản thân Will nó như vậy để giải tỏa nỗi lo cho các bà mẹ khác? Các bà mẹ khác hay bị một cái nỗi lo gì nè, mình chưa đủ tốt như một bà mẹ nào đó. Quan trọng cái thời kỳ bắt đầu con mình nó tập làm quen với lại cái việc ăn dặm, và mình tạo thói quen cho nó. Lúc mà cái thời gian Will ăn dặm là em sẽ đọc ba cái phương pháp luôn, giống như phương pháp của Nhật hay phương pháp của Mỹ là baby bé tự chỉ huy, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi của Việt Nam. Đó thì mình sẽ coi con mình nó hợp với cái nào. Đúng. Thì mình sẽ biết được cái tính cách của nó thì mình áp dụng vô, chứ bây giờ mình không thể nào mà mình lúc đó em cũng bị giống vậy, thấy con người ta vậy và mình sẽ nghĩ là con mình nó sẽ cũng sẽ làm được như vậy. Cái căn bản đầu tiên là đúng như Linh nói, là mình chuẩn bị về kiến thức để mình là cái người bày biện. Tại vì trẻ không thể nào dỗ mẹ cho con ăn theo đúng kiểu rồi. Bé tự chỉ huy làm gì có gì đó. Mình với cái kiến thức của mình sẽ phải hiểu được nhiều cách. Nhưng cuối cùng cái kết quả nó như thế nào, chúng ta phải quan sát cái phản ứng của đứa trẻ. Bởi vì mỗi đứa trẻ là một cá thể tâm lý rất là biệt lập, không giống một đứa trẻ nào. Và chính đứa trẻ sẽ cho chúng ta một cái thông tin cụ thể và hiệu quả nhất là cuối cùng thì cái nào là hợp với con. Thì từ đó mới vui cả mẹ lẫn con. Thời điểm đó em thấy Will ăn rất là giỏi, ăn thô rất là giỏi. Em cũng muốn cho Louis như vậy, nhưng rõ ràng con em nó không phản ứng được những việc nó đó. Lại tiếp nhận theo kiểu khác. Dạ, đúng nó tiếp không? Nhận theo kiểu khác, tức là sau khi bạn qua thôi nôi bạn mới có thể ăn, bắt đầu là đúng rồi, mới bắt đầu có thể ăn giỏi được như Will. Đúng rồi. Dạ, đó là mỗi một đứa bé nó sẽ là một cái phản ứng khác nhau. Ví dụ như con nhà chị ăn dặm, ăn cá khô đó các bạn, nhưng mà thịt thì không ăn. Cho nên là cuối cùng thì chúng ta không cần phải quá căng thẳng và mặc định rằng như vậy là con tôi có vấn đề hay là tôi có vấn đề. Bây giờ thì thời buổi này thì cả cha lẫn mẹ thì đều thương con như nhau. Mình đừng có bị stress và căng thẳng quá. Và tất cả mình cứ xem nhẹ. Khó lắm. Khó lắm. Bà đang nhắn đó bà Lan. Không, cố gắng. Tại vì chính khi mình căng thẳng á, mình sẽ làm cho con mình căng thẳng. Đúng mà mình rồi. Không giải quyết được cái công việc đó. Cái điều quan trọng là cái kiến thức mình nên đọc, mình nên tìm hiểu. Kiến thức của bà mẹ khi mang bầu, con sanh ra mỗi tháng nó có sự thay đổi như thế nào để mình chuẩn bị tâm lý trước. Đúng rồi. Mình không phải lo lắng. Mọi thứ nó phải được dựa trên nền tảng của nhận thức đúng. Dạ. Như vậy thì các bà mẹ sẽ phải chuẩn bị cái giai đoạn nhận thức đúng để sau đó mình bình tâm, mình đón nhận cái giai đoạn ở phía sau khi mà nó diễn biến trong thực tế trên con mình như thế nào.
Xin được cảm ơn chia sẻ của chị Tonya cũng như là những kiến thức mà chị Tonya đã gửi đến chương trình, và cũng như là cảm ơn câu chuyện của chị Dương Cẩm Linh. Anh là Dương Công Sơn, sinh năm 1989. Hiện tại đang sống ở Vũng Tàu và làm công ty cấp nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi từ điểm yếu của anh, điểm mạnh điểm yếu của anh công của anh Sơn là gì? Điểm mạnh của anh là tức là cuộc sống của anh chỉ đi chăm chỉ làm việc, sống một cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người thôi, không có chơi bời gì cả. Không có chơi bời là không có tứ lũ tượng gì đó đúng không? Gái gú đúng không? Nói chung là không bài bạc, không gái gú, không rượu chè bê ta, nói chung là tất cả những cái đấy là anh không xài. Rồi có anh thì có những cái sở trường như thế nào? Ca hát, thể dục, thể thao gì không? Không, anh không thích hát hò gì cho lắm. Nói chung là anh em vui thì chỉ hát karaoke vậy thôi. Thỉnh thoảng thì cũng hay làm một vài cốc bia thôi. Rồi, tài lẻ của anh có gì không? Nấu ăn được không? Sửa chữa điện nước này kia được không? Anh chuyên ngành nước mà, điện cũng làm được luôn. Điện nước đầy đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi nấu ăn này kia thì được không anh? Phụ vợ nấu ăn thì quan trọng là thích ăn món gì làm món đó. Vậy là giỏi rồi đúng không? Thích ăn món gì là làm món đó là ngon rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu thì có nghĩa là những cái tật xấu, những cái điểm yếu mình mà mình thấy nhược điểm của mình á. Điểm yếu của anh nha, điểm yếu của anh là nói chung là nhiều lúc nói hơi nhiều. Nói nhiều à. Rồi ngoài cái đó thì còn cái gì nữa không? Có tật xấu gì không? Ngủ ngáy, uống bia về thì có quậy quọ hay là nói gì nhiều không? Không. Rồi anh, tình trường của anh ra sao rồi? Anh chủ động nói giúp em ha. Có mấy mối tình lý do vì sao chia tay, hoặc là anh có lập gia đình lần nào chưa? Anh có một mối tình, có một đứa con gái. Vậy là anh kết hôn rồi. Chia tay được 5 năm. Chia tay được 5 năm. Rồi anh nói về cuộc hôn nhân đó đi. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu rồi? Lý do vì sao ly hôn? Sống với nhau được gần 4 năm. Bé được 3 tuổi thì ly dị. Lý do vì sao hai anh chị sống với nhau cũng 4 năm trời thì lý do gì giờ mà mình dẫn đến ly hôn đó, đỉnh điểm? Có nghĩa là anh đi làm nhiều quá thì không để ý đến vợ con, thì ở nhà đi gặp bồ thì có bầu người ta bị cưới thôi. Là anh phát hiện luôn có, hả? Có nghĩa là bị anh đi cắm sừng à? Thế là mình hiểu rồi. Nhưng mà anh đi làm nhiều như vậy thì ai làm sao anh biết là cái đó không phải của anh? Hả? Sao em? Em hỏi đó là anh đi làm mà sao anh phát hiện là chị cặp bồ á? Thì có nghĩa là ngày trước anh làm ca thì trực đêm về thì gặp thôi. Là mình bắt tận tay luôn hả? Rồi. Tại vì bây giờ anh cũng sáng đi làm thì tối về á. Nên là cũng không có thời gian, có mỗi thứ bảy chủ nhật nghỉ thôi. Thì được thứ bảy chủ nhật cũng chở vợ con đi đây đi đó thì ok mà đúng không? Tối thoải mái, tối còn đi được chứ. Đó, mình làm giờ hành chính mà đúng không? Mấy đúng giờ rồi. Về? 5 giờ em. 5 giờ về rồi, sáng đi mà 5 giờ về là quá ok rồi. Trời. Rồi xong rồi, bắt gặp rồi, thôi ly hôn luôn. Đúng rồi. Giờ con thì ai nuôi? Con anh nuôi. Bé gái hay anh hay bé trai? Bé gái 8 tuổi rồi em.
Rồi. Rồi giờ anh, ví dụ anh đi làm gì thì ai chăm sóc bé? Có ông bà. À, có ông bà. Là hiện tại là anh đang ở với ông bà hả? Đây, anh ở trong đây cả gia đình, anh ở trong đây cả mà. À, à. Nhưng mà gần nhà gần nhau hay sao? Hay là anh ở chung với ba mẹ, hay là anh ở nhà riêng với con gái anh hay sao? Ở chung với ông bà em. Ừ. Quê anh ngày xưa ở đâu? Quê anh ngày xưa ở Thanh Hóa. À, rồi vô đây là bao lâu rồi anh? Anh vô 8 năm. Ừ. Rồi. Thì bây giờ mẫu người anh mong muốn thì sẽ như thế nào? Ly hôn nuôi con ok không nè? Ly hôn nuôi con cũng được, không sao cả. Ừ. Nghĩa là sao, con gái là được, con trai không ấy. Nhưng mà nói, nếu mà độc thân thì vẫn tốt hơn. Ừ. Dạ. Thì ví dụ như ủa mà sao phải là con gái mà không phải là con trai? Là anh sợ là về mà hai anh em muốn lộ quá hả? Nhiều cái đó. Có nhiều cái. Ừ. Rồi ok. Rồi về ngoại hình, tuổi tác, tính tình sao anh? Nói chung là tuổi thì từ 30 đổ xuống. Đổ xuống hả? Nay là anh nhiêu ta? Từ tuổi anh đổ xuống không? 89, 35 rồi. Anh 34. Ờ, 34 rồi. Thì 34 luôn được không? 34 cũng được. Ừ, rồi 34 đổ xuống ha. Rồi công việc, nghề nghiệp, tính tình sao nè? Ngoại hình ra làm sao? Anh thích cô tính gái tính tình tốt là đẹp, nghề nghiệp không quan trọng. Ừ. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao từ 1m58 cho đến 1m63, 65 gì. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao 1m71 em. Dạ. Rồi, ví dụ như quê quán của bạn gái anh có yêu cầu gì không? Hay là nếu bà quê ở Thanh Hóa được là tốt. Ừ. Còn nếu mà quê ở miền khác thì được không? Hay sao nè? Ngoài miền Tây ra thôi, còn các tỉnh khác đều được. Ừ. Rồi bây giờ là ví dụ như mà kết hôn hay gì đó, hay cô đó được đi thì là về về Vũng Tàu sống với anh hả? Đúng rồi. Ừ. Thích ở riêng thì ở riêng, mà thích ở chung thì ở chung. Anh không quan trọng điều đó. Ừ. Rồi ok. Rồi thì hôm nay ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha Sơn ha. Có em, tụi em đã ghi thông tin của anh rồi. Thì nếu như mà anh được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là có người phù hợp để ghép, thì bên em sẽ liên hệ lại với anh. Anh sắp xếp từ Vũng Tàu lên Sài Gòn ghi hình giúp em nha. Rồi ok em, nếu mà có thể em có thể giúp, nếu mà có người phù hợp thì em gửi qua Zalo cho anh xem ảnh cái được không? Dạ không anh, chương trình của tụi em không có cái nào mà gửi ảnh qua Zalo hết á anh ha. Mình sẽ rồi, lên tới chương trình để cho ông Mai bà mối là anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan sẽ mai mối cho okay. Mình ha. Dạ ok. Rồi rồi, dạ thì nếu mà có thì biên tập cũng sẽ gọi điện thoại nói chuyện nhiều hơn với anh nữa mà, yên tâm nha. Ok em. Dạ dạ rồi, cảm ơn anh, em chào anh. Đây là ekip của chương trình thôi à. Nên mình tự tin giới thiệu về bản thân mình giúp em ha. Họ vào tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp ạ. Anh sinh năm 1990. Tên là Đặng Trọng Châu. Đặng Hồng Châu hả anh? Đặng Trọng Châu. À, Đặng Trọng Châu, sinh năm 90. Rồi anh Châu làm nghề gì anh? À, trước thì làm công ty, nhưng do dịch thì giờ về quê thì đang làm, cũng làm đi bốc xếp, bốc hàng hóa vậy thôi. Anh luôn không có nghề nghiệp, thì anh đi làm việc nặng. Ừ. Rồi mình quê mình ở đâu? Quê ở Hà Tĩnh anh em ạ. À. Dạ? Quê anh ở Hà Tĩnh. À, ở Hà Tĩnh. Rồi. À. Điểm mạnh, điểm yếu của anh Châu là cái gì? Thì điểm mạnh của anh thì cũng là người, người tốt. Chăm làm thể dục thể thao. Ừ. Rồi điểm yếu? Điểm yếu là cũng hơi nghèo thôi. Ờ. Tự ti như vậy hả? À, anh làm công việc của anh thì giờ lương ổn không? Lương tầm cùng lương cùng tầm 7 triệu, 6-7 triệu. Ở nhà cho nhiều mà khi... ở quê 7 triệu thì là ok. Còn ngày xưa anh vô đây anh làm cái gì? À, ngày xưa cũng làm công nhân, đi làm công nhân. Công nhân ở đâu? Làm ở Đồng Nai.
Công nhân ở Đồng Nai. Rồi rồi sao giờ mình không dịch cái mình đi về quê, mình sao mình không vô để mình tìm việc nữa hả? Hay sao, hay là mình xác định mình ở quê luôn anh, hay như thế nào? Không, bởi do dịch thế về thế đang ở nhà cũng tính đi làm cái tờ đi nước ngoài mà cũng đang chưa biết. Thế đang ở nhà vậy, nếu mà cuối năm này mà không thì mình có thể vào lại xin làm tiếp. Cho em hỏi xíu, hiện tại là anh dự định tương lai là anh sẽ vào Nam lập nghiệp tiếp đúng không? Rồi. Cái đó thì mình mà quen. Hả? Quen người ngoài này thì người ngoài này mà quen được người ở trong, họ muốn ở trong thì mình vào trong á, tùy người mình quen thôi. Rồi tình trường của anh thì có mấy mối rồi? Tình trường á, thì cùng ngày xưa từ 26 tuổi trở lại cũng có 2-3 mối tình. Từ 2-3 mối tình là 5 mối đúng không? Không, 5 mối, 2 hoặc 3, 2-3 người nữa. Rồi nói về 2-3 người đó đi anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Từ khi 26 tuổi trở lên thì anh chưa quen ai được. Là dưới 26 tuổi thì anh quen 2-3 người, 2-3 người đó như thế nào? Anh nói giúp em đi, mối tình thứ nhất anh quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Đó, em chủ động lên, dạ. Thì cùng mình cùng quen nhau vì đó hồi còn trẻ, xong thì mình làm ở Đà Lạt. Nên là hồi còn trẻ vào làm cũng quen, có một người quen, người đó cũng là sinh viên. Sau rồi quen được 2 năm thì sau rồi anh về quê, người ta cũng dần dần nhạt thì mình cũng nhạt đi, thì rồi cũng không liên lạc nữa. Dần dần thì thời đó còn trẻ mà, mình nhiều khi thay máy thay đồ thì không liên lạc nữa. Vâng. Thì ngày trước cũng có một người ở Vũng Tàu. Lâu rồi. Rồi sao không quen nữa, quen người ta? Thì đó hồi nó còn trẻ thì cũng quen vậy, không lắm mà. Rồi từ 26 tuổi giờ tới tới nay là anh nhiêu tuổi rồi? Tới nay là anh 90, là 33, 34 rồi. 8 năm trời mà mình không tìm hiểu thêm ai được nữa hay sao? Do cái tuổi 26 trở lên là mình cũng già đi, với là mình cũng ít nói, hồi trẻ thì còn có người thích mình, tính mình nói, nhưng về thân gái thì mình không thành. Do hồi trẻ thì cũng có mấy người ta tự thích mình thôi. Còn mình, tại vì mình không chủ động thì lấy đâu ai thích mình. Mình cũng phải, con trai mà, mình cũng phải chủ động lên thì người ta mới thích mình chứ. Nhưng mà do anh này được làm công ty hồi còn trẻ thì đi là làm thế thì làm vừa làm đồ á. Dạ. Sau mà bữa về quê mới vào Đồng Nai làm 1 năm thì dịch nó về quê làm công ty. Còn ngày trước kia là đi làm vườn. Rồi bây giờ anh ở ngoài Hà Tĩnh thì anh vô Sài Gòn ghi hình được không hay như thế nào? Tại vì giờ chương trình của em là phải ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh này á anh. Vâng, nếu mà tìm được người phù hợp thì cũng vào. Rồi ok. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn là mẫu người như thế nào nè? Thích một người biết chăm sóc con cái, biết thương yêu. Mình nói lớn hơn xíu giùm em được không? Rồi còn gì nữa không nè? Họ thương mình là được, không quan trọng về chuyện là giàu hay nghèo. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền của bạn gái thì sao anh ơi? Tuổi tác sao? Là sao? Thì tuổi tác của bạn gái anh mong muốn á. Tuổi thì cùng trong anh 54 thì cùng người tầm 34 trở lại. Rồi ok. Rồi công việc quê quán vùng miền thì anh có yêu cầu gì không? Yêu cầu bạn gái à? Dạ đúng rồi, thì anh được yêu quyền yêu cầu mà, mẫu người bạn gái anh thích mà, để cho em tìm đối tượng cho anh. Thì nếu mà giờ giả sử mà họ theo mình về ở với nhà mình á, thì anh có thể là làm giấy tờ đi nước ngoài để lo cho vợ cho con.
còn họ không thích về mình mà bắt ở trong Nam á, thì anh vào đó xin đi làm công ty. Ủa, người ta về quê anh rồi anh đi nước ngoài, anh đi nước ngoài rồi bỏ vợ bỏ con nhà. Không, người ta về thì mình có thể con xong thì mình phải làm đi nước ngoài để mà người ta ở nhà thì mình đi làm cùng 3-4 năm nó về mà. Nếu mà người ta về quê mình làm dâu thì mình cũng phải đi nước ngoài làm chứ, để có tiền nuôi vợ nuôi con chứ. Ví dụ tại cái này á thì tại vì em cũng hỏi sâu vô luôn, tại vì hả nhiều cái đó thì chuyện của anh chị sau này tính nữa. Còn bây giờ là em hỏi mẫu người mà anh mong muốn nào, quê quán vùng miền của họ thì ở đâu sẽ phù hợp với anh, hay là ở đâu anh cũng được? Ở đâu cũng được, quan trọng họ thật lòng, họ yêu thương mình thật lòng là được. Rồi, dạ. Rồi chương trình thì đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh ha. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là anh được lọt vào vòng trong của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên em sẽ có người liên hệ lại với anh ha. Vâng. Rồi, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em nha. Dạ, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi đó anh, nên là anh cứ bấm nút đỏ thác cuộc gọi giùm em nha. Được. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Là bảo vệ sở văn hóa thông tin của thành phố Cần Thơ. Bảo vệ tại sở văn hóa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Anh Thành là sinh năm bao nhiêu ạ? 1977. 1977. Là anh sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ luôn. Đúng rồi. Dạ. Anh làm ở sở văn hóa lâu chưa ạ? Cũng gần 4 năm. Thế trước đây thì anh làm công việc gì ạ? Trước kia thì tôi làm bên chuyên bên tư vấn lắp đặt với bên xử lý nước, lắp đặt hệ thống nước đóng bình á. Tại sao mình nghỉ công việc đó anh ha? Không, hiện tại giờ vẫn còn làm. À, mình làm song song hai công việc hả? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy thì cái công việc nào là công việc chính của anh? Công việc chính này là bên xử lý nước, còn cái bảo vệ là công việc phụ thôi. Là bảo vệ theo ca đấy hả? Đúng rồi. Dạ. Hiện tại anh đang sống với ai anh ha? Hiện giờ đang sống với mẹ. Trước rồi anh đã từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình lần nào? Đúng rồi. Dạ. Lý do anh đã từng quen ai chưa, hay là tại sao đến giờ này rồi mình chưa từng lập gia đình anh? Cũng có 4 mối tình nhưng mà yêu đơn phương thôi. Còn 4 mối tình đơn phương. Đúng rồi. Mỗi mối tình đơn phương của anh thì bao lâu? Anh không chia sẻ với người ta hả? Mối tình sau cùng là cũng gần 2 năm. Đơn phương 2 năm. Đúng rồi. Mà không thổ lộ hả? Có thổ lộ nhưng mà cái thời gian không kịp. Không kịp có nghĩa là người ta có đi lấy chồng hả anh? Đúng rồi. Dạ. Ủa, anh Thành có điểm mạnh điểm yếu gì anh ha? Cái điểm yếu tôi thì hay nóng tính. Nóng cỡ nào anh ha? Nói chung là nóng mà nói về tỷ lệ phần trăm thì khoảng 60%. Nhưng mà ý là những cái gì nó sẽ khiến cho anh bị dễ nóng tính lên á anh? Dễ nóng tính là trừ khi ví dụ làm cái điều gì đó mà không được rồi bị cái người khác nó kích động vào đó. Mình không kiềm chế được bản thân. Nhưng mà khi mà nóng tính lên thì anh sẽ phản ứng phản xạ như thế nào? Nếu mà nóng quá thì tôi bỏ ngay công việc đó, là tôi đi tìm cái khung cảnh là yên tĩnh nào đó để mình thư giãn. Rồi, vậy anh làm bảo vệ ở đây thì cái khung giờ làm việc của anh thì như thế nào? Khung giờ làm việc thì 1 ca 24 tiếng. Vậy thời gian nào thì anh sẽ đi xử lý, bắt đầu xử lý hệ thống nước? Nếu có công việc xử lý thì mình có thể thương lượng với em bạn bảo vệ chung. Hay thì mình xin phép với lãnh đạo. Cái thu nhập một tháng hiện tại của anh Thành bây giờ thì khoảng bao nhiêu ạ? Thu nhập hiện tại bây giờ thì khoảng 6-7 triệu. Là cho cả hai công việc á hả anh? Không, công việc bảo vệ thôi. Còn công việc kia thì mình tư vấn, mình lẫn làm luôn. Nhưng mà tổng thu nhập thì thường bây giờ một tháng thì anh khoảng bao nhiêu? Nếu như mà làm công việc đều đều ổn định thì anh khoảng bao nhiêu ạ?
nếu mà đều ổn định thì khoảng 20 triệu đô la. Còn nhà đó là nhà của hai mẹ con rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh có anh chị em nhiều không ạ? À, có tôi trong gia đình luôn là 4 anh chị em, mà 2 anh với 1 chị thì có gia đình ở riêng hết rồi. Anh là con út. Đúng rồi. Dạ, sau này lấy vợ thì có thể sẽ làm dâu. Mẹ nói chung thì mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, mẹ rất dễ. Dạ. Rồi, ok anh. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Nói chung thì tìm mẫu người thì biết nhường nhịn, biết chia sẻ và kính trên nhường dưới thôi. Kính trên nhường dưới. Rồi, anh là cao 1m bao nhiêu ạ? Anh muốn một người cao 1m bao nhiêu thì được ạ? Chung thì tầm khoảng 1m50 đổ lên được rồi. Cũng đừng cao quá. Anh cao bao nhiêu ạ? Tôi cao 1m63. Rồi, bạn gái mà từng ly hôn thì được không? Anh có chấp nhận không? Nếu được thì, nếu mà duyên nó đến thì mình chấp nhận thôi. Dạ. Có con được không anh ha? Cũng được, đâu vậy. Dạ. Và gia đình anh cũng chấp nhận luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có bắt buộc phải theo anh về Cần Thơ không, hay là anh có thể theo người ta đi được? Thì nói chung thì nếu mà về Cần Thơ luôn thì tốt. Dạ. Rồi, ok anh. Anh có không thích điểm gì ở bạn gái không ạ? Hoặc là về tính cách của bạn gái thì sao ạ? Chung thì tôi rất dễ, mà cái người phụ nữ đó thì không cần thiết gì là phải lòe lẹt lắm đâu. Dạ. Đơn giản thì nó tốt hơn. Dạ. Vâng, ok anh ạ. Rồi, em cảm ơn anh Thành ha. Hôm nay mình chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì mình sẽ còn một cái buổi làm nội dung nữa. Nên là nếu như mình có tài lẻ, có năng khiếu thì mình chuẩn bị trước để đến khi mà biên tập có làm nội dung với anh á, thì mình chia sẻ để cho nó được nhiều câu chuyện hơn, chủ động hơn anh ha. Rồi. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, bye bye. Dạ. Dạ rồi, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi anh, nên là anh cứ bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em nha. Rồi rồi, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Rồi, thoát rồi.